Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học ngữ pháp của bài số 35 nhé. Ngữ pháp đầu tiên, biểu đạt sự từng trải và kinh nghiệm, chúng ta sử dụng cấu trúc động từ cộng từ của. Thì sau động từ có trợ từ động thái của, biểu thị động tác đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng đến nay không tiếp tục nữa. Nhấn mạnh một sự từng trải nào đó trong quá khứ, ví dụ dạng à, khẳng định thế này. Động từ cộng từ của. Câu số 1 ví dụ bạn nhé. Ủa là tôi. ỉ chén trước đây. Lái là đến. Lái của là từng đến. Trung của Trung Quốc. Câu số 2. Lái Trung của ỉ khổ là sau khi đến Trung Quốc. Ủa truy của tôi Từng đi qua Bảy Chiêng, Bắc Kinh, Sao Hải, Thượng Hải, Hứa, Xi An và Tây An. San. Số 3. Ủa, tôi, thiên của, từng nghe, trung của y nhuệ là nhạc Trung Quốc. Ví dụ như cái anh này hỏi cô này, thì... Anh này hỏi vào ngày mùng 6 bạn nhé Còn cô này cô đi từng năm à, Ngày mùng 5 đi rồi Nì uh, chùy Cô có đi uh, trường thành không? Cô này trả lời là Bố chùy không đi đâu Chúa thiên hôm qua Tại mùng 5 mà Ngày hôm qua Ủa truy của là là Tôi đã đi rồi Truy là đi nhé bạn Truy của là, là đã đi rồi Dạng phủ định đó là mấy dấu cộng động từ cộng từ của à, có thể bạn tình lược chữ giàu đi cũng được có thể là mấy cộng động từ cộng từ của ví dụ số 4. của tôi mấy tả của chân tả chân là tiêm bạn là đi kiểu châm cứu bạn cũng tiêm cũng được nhá ủa mấy tả của chân tức là tôi vẫn chưa từng tiêm mà chưa từng châm cứu ủ mấy ở đây có thể là mấy hiểu bạn nhé tính lược thường người ta chỉ nói mấy thôi số 5 nào của tôi mấy chứ của chưa từng ăn bảy chiên khảo do là vịt quay trung à, vịt quay bắc kinh bắc kinh bạn nhé là tôi chưa từng ăn vịt quay bắc kinh có thể nói là ủa mấy dầu chứ của cũng được dạng à, nghi vấn chính phản tức là câu hỏi đấy bạn thì chúng ta dùng cấu trúc là động từ cộng từ của cộng tân ngữ à, cộng với cả mấy hiểu từ cua và mấy hiểu là cố định bạn nhé ví dụ uh, câu số 6 ní ỉ chén là trước kia bạn lái là động từ này lái của bảy chiêng mấy hiểu tức là bạn đã từng đến bắc kinh chưa bảy chiêng ở đây là tân ngữ bạn nhé còn từ lái là động từ cua và mấy hiểu cố định chi số 7 nỉ bạn truy quả từng đi Xiang Cảng mấy hiểu Xiang Cảng là Hồng Kông nhé Thế bạn đã từng đến Hồng Kông chưa Thứ hai Số lượng tiến hành của động tác hành vi à, Bổ ngữ động lượng Bổ ngữ động lượng Nói rõ số lần phát sinh hoặc tiến hành của động tác Bổ ngữ động lượng Do số từ và các động lượng từ Như là từ zi Từ biển, từ sân Và từ thỏng, từ xạ Tạo thành Chợ từ động thái lơ và của phải, phải đặt, sau động từ trước bổ ngữ động lượng. Ví dụ, một này, tha anh ấy, lái của, đã từng đến nhé, lèng chữ Trung Quốc, như vậy là đến Trung Quốc hai lần. Ở đây chúng ta nhớ này, đặt sau động từ lái của, là, đây là từ lái là động từ này, thì từ của đứng sau nó. Và, nhé và trước bổ ngữ động lượng đây, lẻng là hai lần bổ ngữ động lượng. Tại vì bốn cái động lượng là sự kết hợp giữa số từ và cái từ này từ sự này lượt mà bạn nhé. Đó. Số 2 này. Tha anh ấy treo là treo là gõ nhé. Ý sao mẩn tức là gõ cửa một chút, một chốc, một vài lần. San số 3. Chưa có tiên niệm bộ phim này. Wo than của liang biển. Tôi xem hai lần rồi. Sư. Si. Nì chưa mơ Cậu bận như thế. Hãy má phá nì. Vẫn còn làm phiền bạn, làm phiền cậu. Pào y thỏ. còn phiền bạn là chạy đi một chuyến đấy bạn. Chạy một chuyến. Ủ. Bù khuấy lái tợ thống xế. Tức là các bạn học nào mà không quay về nhá. không về Cân ủa xua ỉ Nói cho tôi một tiếng. tiếp theo. Khi tân ngữ là danh từ chỉ vật, thì phần lớn đặt sau bổ ngữ động lượng. Khi tân ngữ là đại từ nhân xưng phải đặt trước bổ ngữ. Khi tân ngữ là địa danh hoặc tên người, thì đặt trước hay là đặt sau bổ ngữ động lượng đều được. Ví dụ số 6. Tha cô ấy, chu quả là từng ở nhé. Y yuan là bệnh viện, ý zi là một lần. Câu số 7 Tha Anh ấy Chào quả Tức là từng tìm kiếm nhé Nỉ ý chứ Bạn một lần Thì bạn sẽ không nói là Tha Chào quả Ý chứ nỉ Không nói thế bạn nhé Thì chúng ta sẽ đặt danh từ này là Đại từ nhân xưng này Chúng ta phải đặt trước bổ ngữ Ví dụ đặt trước cái từ uh, Ý chứ Từ nỉ Phải đặt trước từ ý chứ Chứ bạn đặt sau như cái này là không được nhá Số 8 nào Sam Ừ, ý chén lái của Ý chữ Trung Quốc. Trung Quốc ở đây là danh từ chỉ um, điện, đây là tân ngữ chỉ điện danh nhé. Đó. Thì bạn thích đặt trước cũng đặt sau cũng được. Thì bạn nói là Ý chữ Trung Quốc hoặc là Trung Quốc Ý chữ đều được nhé. Câu số 9 nào. Wo tiếng của Ý biển khử vấn in. Tức là tôi đã từng nghe gì? Uh, bài uh, bài khóa đấy, uh, bài ghi âm của cái uh, bài hội thoại bài khóa đấy nha bạn nhé, một lần à, uh, Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần uh, từ chữ và từ pian bạn phân biệt nhé từ chữ và từ pian thì đều biểu thị số lần phát sinh động tác um, chú ý là từ pian thì nhấn mạnh toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc động tác đây là sự khác biệt bạn nhé, tức là từ chữ này thì mình không nói đến toàn bộ từ P mới đến toàn bộ. Số 10 nào. Chưa bẩn su. Đặt cái cuốn sách này. Hấn khảo. Rất hay. Ủa là tôi. <laughs> Xin cho các bạn. Ủa là tôi nhé. Ý là, là đã. Khang của. Xem. Liàng Biến là hai lần rồi. Đó. Chúng ta dùng pen tức là mình đọc hết. Ví dụ nó quyển sách nó có 100 trang mình đọc hết từ trang 1 đến trang 100 thì mình dùng từ pen nhé. Câu số 11 này. chưa cửa tiên bộ phim này. là san tôi xem 3 lần rồi. Từ sự đây ý muốn nói là kiểu tôi xem ngắt quãng ấy, hoặc là không xem từ đầu đến cuối. Yeah mấy kan muốn ý biển. Đó thấy không? Cũng chưa từng xem hết một lần. À, ví dụ như là 60 phút bộ phim chẳng hạn thì ba lần này mỗi lần xem có tí tí không hết 60 phút chưa từng một lần xem hết một trọn vẹn 60 phút bạn chú ý nhé tiếp theo là dạng phố định không giống nhau giữa từ của và từ lơ xin lỗi các bạn hôm nay học của mình nó có vấn đề từ của này thì cấu trúc của nó là mấy dầu cộng động từ cộng từ của ví dụ 12 nhé chưa cờ tiên bộ phim này của mấy khan của À, tôi chưa từng xem, Bù trưa đỏ họ bù họ, không biết là có hay hay không. còn từ lơ, mấy dẫu cộng động từ và bạn nhớ nhá, không có từ lơ nhá, nếu mà cứ có từ mấy này này hoặc là mấy dẫu thì không dùng từ lơ, bởi vì bản chất của từ mấy, từ lơ là mô tả điều gì đó đã xảy ra rồi, mà từ mấy dẫu thì lại chưa xảy ra, cho nên hai anh này không không thể cùng tồn tại nhá trong một câu. số 13 nào, chúa tiên hoản sao tợ tức là bộ phim tối ngày hôm qua của mấy khan tôi tôi chưa xem phủ chưa tàu họ của họ không biết là có hay không nữa à, ý nghĩa của câu thì có khác nhé số 14 này à, ví dụ như này bạn chú ý từ lơ và từ cua nhé của suy là y nén hán nhủy là tôi học tiếng hán được một năm rồi và ý muốn nói là hiện tại tôi vẫn đang học. Thế còn, Ủa của y nè khá nhỉ? Tức là tôi đã học tiếng Hán một năm. Tức là bây giờ tôi không học nữa. Hết thời gian đấy là thôi. Đó, số 15 nhé. Tha nén cân ba bảo trị là Trung Quốc. Tức là năm ngoái thì anh ấy đã um, đi đến Trung Quốc cùng với bố của anh ấy. Ừ. Và hiện tại thì anh ta vẫn đang ở Trung Quốc. Còn câu ở dưới, ta truy nén gần ba bà truy quả Trung Quốc, truy quả Trung Quốc, tức là bây giờ gì đã không ở Trung Quốc nữa rồi chỉ đến đây thôi xong về luôn chẳng hạn và không không có Trung Quốc nữa, tức là bạn nhìn cái nghĩa của những từ này lơ vào là của để bạn biết được cái ý nghĩa hay là cái tình huống hiện tại của người nói nhé. Tiếp theo là cách biểu đạt số thứ tự. Bạn trước số thì bạn thêm tiền tố tỷ biểu thị số thứ tự. Ví dụ, ví dụ từ ý chơi này này là một lần nhé. Thì tỷ ý tư là lần đầu tiên. Đó. Ủ thiên là 5 ngày, tỷ ủ thiên là ngày thứ năm Ý cả sinh chi là một tuần. Tỷ ý cả sinh chi là tuần thứ nhất. Đó. Sử, sử ý y cơ. Bài 41 thì là tỷ sử ý, ý cờ. À, tỷ sử y cơ. Ngoài ra thì có khi bản thân số từ cũng biểu thị số thứ tự rồi, mình không phải thêm từ ti nữa. Ví dụ như là tháng 1 là ý à là y nhá. Tháng 2, à cái này từ san lấu là tầng 3 này. Sư mấn là cái cửa số 4 này. Đấy, tức là bản thân nó đã có sẵn cái số thứ tự rồi, mình không cần thêm từ ti nữa nhá. thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã học xong bài số 35 nhá. Cái giọng của mình nó có vấn đề, rất xin lỗi các bạn. À, và mong các bạn thông cảm và cố gắng học tập thêm nhé. Và mong muốn của mình là giúp cho các bạn học tốt cái phần ngữ pháp. Có lẽ cái kênh này của mình mình sẽ chuyên về ngữ pháp. Cố gắng tìm các cái bài ngữ pháp, các cái quyển sách, ví dụ như là quyển giáo trình án ngữ này. Mình sẽ cứ đi hết 6 cái quyển này nhé. Xong đó tiếp tục tìm một số cái quyển khác nữa. Ừ, nó không được hay lắm nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn được khá khá nếu như bạn tập trung lại nhé. Thì chúc các bạn học tốt nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.